Hello, xin chào cả nhà ha. Em quá cái lời chúc sức khỏe cả nhà đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Tối vui vẻ cùng gia đình và bạn bè và người thân. Hôm nay em tiếp tục lên sóng một con em Panasonic RXK12. Ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin, con này là full. Đĩa hát được, FM hát được, băng hát được, ngoại hình đẹp luôn ha. Con này điện 100V nha, với khách lưu ý giùm em, điện 100V nha. Âm thanh thì sánh thẳng lớn. Con này đâu có nhiều năm đâu, có 20 năm mà. 2002. Cái này là tay phone, lỗ phone chứ không phải AUX ha. Tại đời cũ nữa. 20 năm rồi vẫn còn sáng đẹp nha quý khách, cô chú anh chị. Rồi ok ha, giờ em cái nắp này nè ha. CD ha. Đài hay băng ha. Giờ em sẽ hát băng trước ha. Giờ đang chuyển qua băng. Bằng ai hầu 50% nè. Vì lần hồi sống, vì lần chân tình hồi sống, yên phong tay xó dấu chân chi tù. Rồi ha, giờ em gạt quăng nát là FM ha. Cái này được 90. Không cho mình đâu, nhưng sâu trong thâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ màu. Con này em bán giá 350.000 là không dây nguồn nha. Quý khách nào muốn dây nguồn dưới điện chuyển qua 220 tính tiền thêm nha. 220 là 50.000. Sông quê nước dài đôi bờ, để anh chính dài mười khờ, để anh chính dài mười khờ thương ok ha. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger giùm em. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.